cho vào từ, các bạn nhớ một cái điều món ăn này là các bạn tất cả nước mắm bạn phải cho từ lúc nước lạnh. Đúng rồi, tại sao biết không? Em cho nước mắm từ lúc nước lạnh. Đối với người miền Bắc, em luộc gà, em luộc thịt bò với bia đen hay là luộc cái món gì nữa với miền Bắc thì nước mắm chỉ cần vài giọt, em phải cho từ lúc nước nguội thì nguyên liệu nó mới thơm. Đây là cái vuông và cái cách nấu nướng của món ăn miền Bắc, các bạn nhớ dùng cho cô. Đầu tiên các bạn cho hành tím vào đây. Và cho cô 100g nước mắm vào một cái nồi 25 lít. Cho vô luôn. Rồi cô có 50g muối hột. Cô vừa tới để đây nè. Cho cô 100g bột ngọt vào đây. Rồi chúng ta sẽ bật lửa đấy.